Thưa quý vị, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 13 tháng 11, xe tải mang bị kiểm soát 68C-11210 chở khoảng 30 tấn gạch đi qua cầu T6, nối xã Vĩnh Phước, giới thị trấn Bà Chúc, huyện Tri Tôn, làm sập cầu, rất may là không gây thiệt hại gì người. Thông tin ban đầu, tài xế Đoàn Đức Vinh, sinh năm 1996, ngụ quyền Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, điều khiển xe tại biển số 68C-11210 lấy gạch từ Bình Dương dần chuyển đến cửa khẩu Giang Thành, tỉnh Kiên Giang để giao hàng qua Campuchia. Vào khoảng thời gian trên, xe tải di chuyển về hướng xã Vĩnh Phước, quyền Kỳ Tôn. Khi xe qua cầu T6 thì bất ngờ nhịp giữa cầu đổ sập làm xe tải rơi xuống kênh. Tại thời điểm này, xảy ra vụ sập cầu T6, chỉ có xe tải đang di chuyển trên cầu. Sau khi xảy ra sự cố, tài xế đoàn Đức Vinh thoát ra an toàn. Qua kiểm tra ban đầu, xe tải trên có tải trọng 19.450 kg trên xe chở khoảng 30 tấn gạch. Tuy nhiên, cầu T6 chỉ cho phép phương tiện có trọng tải 5 tấn qua cầu. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo quyền Kỳ Tôn đã có mặt tại hiện trường kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục. Hiện lực lượng chức năng đang trục nhất ô tô tải và điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.